Oh, wow. Oh, nhìn đây. Oh, wow. Mẹ ơi, nó là một ngôi nhà lớn. Oh, mẹ có ý này. Đi nào. Oh, thôi nào các con. Oh, nhìn kìa. Yeah. Đây là phòng của tôi. Căn phòng có màu xanh lá cây và tôi màu xanh lá cây. Đây là phòng của em. Mẹ ơi, con cần giúp. Được thôi. Này, xin chào. Đây là phòng của tôi. Chào. Phòng của chúng ta trống rỗng. Chúng ta cần phải lắp đầy chúng. Yeah. Được rồi các bạn. Thách thức thật dễ dàng. Chúng ta phải tìm đồ nội thất màu của chúng ta. Như Nikki có đồ nội thất màu xanh dương. Tôi sẽ có đồ nội thất màu xanh lá cây. Và mẹ sẽ có đồ nội thất màu hồng. Và Christian sẽ có màu vàng. Chúng ta chỉ có 5 phút. Bắt đầu ngay bây giờ. Đi nào. Cố lên. Ôi, ghế của tôi. Ok. Rum. Tôi sẽ đặt nó ở đây. Được rồi. Woohoo. Oh, chiếc xe yêu thích của tôi, nhưng nó màu đỏ. Xong rồi. Mình chọn gì? Không. Đi nào. Cố lên. Mẹ ơi. Tuyết. Này Vlad. Ha. Pokemon. Chúng ta cần kiểm tra tủ lạnh của chúng ta. Oh yeah. Tuyệt vời. Woohoo. Tuyệt. Vlad, hãy mở. Xin chào. Tuyệt. Rất tuyệt. Bạn có muốn đi cùng tôi không? Được, được đấy. Ok. Woohoo. Tuyệt, chỉ có màu xanh. Beep, beep. Rum. Đi nào. Tuyệt. Okay. Bắt đầu thôi. Nhìn nè, tôi đã làm một viên gạch. Yeah, hello. Woohoo. Ai đó giúp tôi. Đây là phòng của tôi. Đây là phòng của tôi. Đây là phòng của tôi. Các con, mẹ có đồ chơi mới.
màu tím đến màu xanh, từ màu đỏ đến xanh lá. Mẹ ơi, nó là gì? Kiểm tra xem. Wow, wow. Nó là bánh mì kẹp thịt. Ồ, dừng lại. Xin lỗi, chúng ta cần ăn thực phẩm lành mạnh. Táo xanh cho con, chuối cho con. Và đây là dành cho mẹ. Và cái này dành cho con. À, xin lỗi thưa ngài. Cà tím. Mẹ ơi, làm ơn giặt quần áo của con. Được thôi. Cảm ơn. Có gì bên trong? Kiểm tra xem. Wow, wow. Màu xanh của em. Của anh là màu xanh lá cây. Màu hồng cho mẹ. Màu vàng của con. À. Xin chào mẹ. Ồ. Xin chào. Mẹ ơi giúp con. À. Mẹ ơi, mẹ ơi. À. Đến lượt tôi. Rất tiếc. Ồ. Oh. Đó là một thử thách thú vị. Nhưng mẹ thích màu hồng. Con thích màu xanh lá. Màu xanh dương của em đẹp hơn. Màu xanh của tôi là màu vàng. Xanh dương. Xanh lá. Nhóc con.